Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của HD Radio. Mình là Hoàng, chuyên nổ vỡ tất cả các thể loại loa. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mẫu loa súp mới, rất là đẹp đến từ thương hiệu Paramax của Việt Nam. Cái thương hiệu Paramax ấy, thì đã có hơn 20 năm lịch sử hình thành và phát triển tại thị trường Việt Nam rồi. Chắc các bạn không có xa lạ gì với cái thương hiệu này nữa. Thì đây chính là mẫu loa súp 4005D, một mẫu loa súp cỡ bự và mới nhất của hãng Paramax. Đó, thì cái mẫu loa súp này cũng có một cái thiết kế tưởng lạ nhưng lại rất là quen luôn. Đó, thì tí nữa mình sẽ review chi tiết toàn bộ nội ngoại thất của chiếc loa súp này cho các bạn xem. Ok, let's go. Rồi, bây giờ chúng ta hãy đến với thiết kế ngoại thất của chiếc loa này. Về mặt trước thì chúng ta có thể thấy là đây, ê căng nhựa luôn ạ. Bọc vải, logo của thương hiệu Paramax và lỗ thắt hơi này. Đó, những cái đường nét, đường viền trông rất là đẹp. Đấy, một cái phong cách thiết kế có thể nói là rất là châu Âu luôn. Cái phong cách thiết kế này thì là mình nhớ tới cái mẫu loa D88 của hãng Paramax. Đây là một trong những mẫu loa nghe nhạc cũng rất là nổi tiếng trên thị trường luôn. Rồi, mình sẽ tháo mặt căng ra. Đó, các bạn có thể thấy cái mặt loa này nhìn có quen không ạ? Đối với mình thì mình cũng thấy nó khá là quen. Nhưng mà quen như thế nào thì chúng ta hãy comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Ở đây chúng ta có pad 40 gần cao su, màng loa bằng nhôm và được mạ đồng, trông rất là đẹp, bóng bẩy luôn, đúng một cái phong cách gọi là rất là châu Âu. Ở đây thì toàn bộ những cái nước sơn này thì cũng là đều nước sơn sần. Đó, sơn nhẵn sần các bạn, hơi sần một chút. Đấy, ở hai mặt bên của chiếc loa thì nó sẽ là được cái này có vẻ như là cái gỗ dán. Vâng, gỗ dán được sơn màu walnut, chúng ta gọi là màu gỗ ốc chó đó. Đấy, về tổng thể kích thước của chiếc loa thì chiếc loa này có chiều rộng là 47 cm, cao là 57 cm và sâu là 60 cm các bạn ạ. Còn về cân nặng thì chiếc loa này nặng đâu đó khoảng 37 hay 38 cân đó, rất nặng luôn, hai người bê thì mới đỡ được loại này các bạn ạ. Mình thì có một cái rất thích ở thương hiệu Paramax là những cái sản phẩm loa này thì âm thanh của họ đều được bảo hành rất là lâu. Đấy, như chiếc loa súp vậy này các bạn ạ, được bảo hành tận 3 năm liền, 3 năm bảo hành. Đấy, một số những cái mẫu sản phẩm khác của hãng Paramax thì dụ là loa treo hay loa cây bảo hành tận 5 năm liền cơ. Đấy, âm ly hay đẩy bảo hành 2-3 năm. Đó, thì đây là một trong những cái thương hiệu mà sản xuất thiết bị âm thanh made in Việt Nam mà mình cực kỳ thích với cái chế độ bảo hành của họ và chất lượng âm thanh nữa. Rồi, bây giờ chúng ta hãy đến với mặt sau của chiếc loa nhé. Rồi, ở mặt sau chiếc loa thì ở đây chúng ta có thể thấy là duy nhất chỉ có đúng cái bảng mạch các bạn ạ, cộng với cái số hotline của hãng Paramax. Đấy, thì ở trên cái bảng mạch này nó cũng giống như bao chiếc súp khác rồi ạ. Chúng ta có mã model của chiếc súp này là súp 4005D. Đấy, bát 15 inch, active subwoofer tức là viền công suất các bạn nhé. Ở đây chúng ta có volume level này, tức là cái gain đấy ạ, volume level gain của súp, rồi là cắt tần số này. Đấy, rồi là chúng ta có phase tức là đảo pha đó, 0 độ đến 180 độ. Đó, ở đây chúng ta có line in, line out. Line out này thì nó là out sang một chiếc loa súp khác các bạn nhé. Đó, speaker level in thì như mình tìm hiểu ở trên cái catalog của hãng Paramax ấy, thì hai cái cọc này là để là đấu thêm hai cái loa khác vào. Nó là na ná như kiểu là loa cây nó nằm ấy, các bạn đấu thêm vào đây. Nó là dạng kiểu như thế, chứ ở trong catalog hãng cũng không ghi rõ là sẽ đấu loa kiểu gì. Nhưng mà theo như mình hiểu thì nó sẽ là đấu như vậy. Rồi, ở dưới này chúng ta có series này. Đấy, đây chúng ta có jack nguồn. Đây gọi là nguồn nối cơm điện đó. Đấy, công tắc bật on off. Ở đây thì chúng ta có một cái input voltage, tức là cái nguồn điện vào đấy là bao nhiêu volt. Thì các bạn có thể nhìn kỹ ở đây, chúng ta có thể sẽ tháo được cái này ra nhé. Đây, mình tháo cho các bạn xem. Chúng ta tháo ra để chúng ta chỉnh cái điện đầu vào của cái loa này là bao nhiêu volt. Ở đây chúng ta thấy hãng họ đề là 230V đúng không ạ? Tức là điện của Việt Nam là 220-230V. Còn nếu như các bạn ở nước ngoài điện thấp hơn thì chúng ta hãy gạt lên. Đó, 115V. Đấy, thì nó sẽ chạy điện từ 110 đến 115V đối với những cái trường hợp mà khách các bạn ở nước ngoài.
Đó. Rồi, ngay bây giờ thì mình sẽ tháo tung cái mặt công suất này và cái mặt trước của loa ra để cho các bạn xem được nội thất bên trong nhé. Rồi, vậy là mình đã tháo tung chiếc loa sub này cho các bạn thấy đúng không ạ? Đó, ở đây thì chúng ta có bông này, đây là bông tiêu âm này. Đấy, một cái thùng hệ thống loa sub về trông khá là đơn giản, không có gì đặc biệt cả. Cái phần này là cái phần gỗ để đỡ củ nam châm của loa sub này. Đó, còn đây là cái phần ô này là phần ô bảng mạch. Ô trước hình tròn này là ô của bắt loa. Đấy, các bạn thấy rất đơn giản đúng không ạ? Vừa nãy thì mình đã show cho các bạn xem cái kết cấu bên trong thùng loa của SUB 4005D Panamax. Ở đây thì mình đã tháo cái chiếc loa bát ra rồi, và cả cái bảng mạch nữa. Bát khá là nặng. Rồi, đây các bạn có thể nhìn thấy. Rất là đẹp đúng không ạ? Nam châm ferrite từ đôi luôn. Đây là hai vòng nam châm dính vào nhau các bạn nhé. Đó. Cồn loa cũng rất là to. Đấy. Thiết kế cái xương của loa bát cũng rất là đẹp. Đó. Ở đây thì cái dây đấu vào củ bát thì hãng Panamax họ hàn thẳng luôn các bạn ạ. Không phải như một số hãng là họ làm cái rắc cắm, nên Panamax họ làm hàn thẳng luôn để đảm bảo vấn đề là tín hiệu truyền vào sẽ ổn định hơn, chắc chắn hơn. Đó. Ở đây thì chúng ta có một ít, cái này là cái gì nhỉ? Hình như là nhựa đường thì phải, dính. Mình không biết tại sao hãng Panamax họ lại cho cái này vào đây, không hiểu lý do. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi... Cái này có lẽ là mình sẽ phải hỏi lại anh kỹ thuật bên Panamax để xem anh nghĩ bên Panamax họ cho cái nhựa đường vào đây để làm cái gì. Rồi, chúng ta sẽ đến với phần bảng mạch đi. Ôi chà, đây, bảng mạch mình cũng đã tháo ở đây các bạn nhìn thấy. Có một cái rất hay là chính vì cái kết cấu thùng loa của loa sub 4005D nó là liền thông bảng mạch với cả loa bát, thế nên là việc lôi cả bảng mạch lẫn loa ra rất là dễ. Như cả bảng mạch các bạn thấy này, đó, rất là đẹp đúng không ạ? Đây là mạch class D các bạn nhé. Mạch class D có công suất đỉnh 1000W. Các bạn không nghe nhầm đâu, 1000W đấy ạ. Nhưng mà đối với mình thì mình đã thử rồi, mình đoán nó cũng chỉ rơi vào tầm khoảng là ở đâu đó 700-800W thôi, chứ cũng không phải đến 1000W đâu ạ. 1000W là đỉnh mất rồi. Đấy, các bạn thì nhìn thấy này, nam châm này, tụ lọc nguồn. Đấy, đây là biến áp, rất đẹp luôn, hầm hố đúng không ạ? Về chi tiết những cái linh kiện trên này thì mình sẽ tạm thời không nói, bởi vì là sẽ có một số bạn có lẽ là sẽ không biết về những linh kiện này. Chúng ta nhìn cái mạch bảng mạch này như thế vậy thôi các bạn nhé. Nice. Vừa rồi thì mình đã review qua cái ngoại nội thất của chiếc loa sub 4005D này cho các bạn xem rồi. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chương mục phá loa nhé. Trước khi đến với cái phần mà phá loa ấy, thì mình có một cái mẫu loa muốn giới thiệu cho các bạn. Đây chính là mẫu loa kép LS50 WS2. Đó, thì cái mẫu loa này hiện tại đang có giá bán là 50.490.000 và đang được bày bán tại tất cả các showroom của HD Radio. Nếu như các bạn có nhu cầu tìm hiểu về cái loa này hoặc mua chiếc loa này thì có thể liên hệ trực tiếp với số hotline là 1800042 để được hỗ trợ tư vấn trực tiếp nhé. Hoặc các bạn cũng có thể là truy cập vào trang web hdradio.vn để tìm hiểu kỹ hơn thông tin về chiếc loa này. Đó, thì bây giờ mình sẽ, đây mình đang cắm sẵn cái loa sub, dây loa sub từ chiếc loa kép này sang con sub này. Đó, và bây giờ mình sẽ bật nhạc cho các bạn xem thử cái này đánh như thế nào. Mở nhạc em ơi. Đây, như các bạn thấy là cái màng loa dùng rất là kinh khủng luôn. Cái này gọi là loa sub chứ.
Vậy là mình đã review chi tiết nội ngoại thất của chiếc loa SUV 4500D tới từ thương hiệu Paramax cho các bạn xem. Các bạn có bất kỳ những ý kiến thắc mắc gì thì vui lòng để lại phần comment ở phía dưới video nhé. Hoặc các bạn cũng có thể gọi điện trực tiếp cho số hotline của HD Radio là 1800-0042 để được tư vấn trực tiếp. Hoặc là các bạn cũng có thể truy cập thẳng vào trang web hdradio.vn để tìm hiểu kỹ hơn thông tin về chiếc loa SUV này. Giá bán của chiếc loa SUV này hiện tại thì đang là 9.890.000, một mức giá vô cùng hấp dẫn đúng không ạ? Nếu như các bạn xem video thấy hay thì vui lòng để lại một like, một share để mình có động lực video tiếp theo nhé. Và các bạn cũng đừng quên là bấm đăng ký kênh cộng bật chuông thông báo để có thể cập nhật những video mới nhất tới từ HD Radio. Xin chào và hẹn gặp lại. HD Radio, nâng tầm giá trị giải trí.